vì sao chiếu sáng wedding. Happy, happy wedding. Happy, happy wedding. Happy, happy wedding. Happy, happy wedding.
chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ. À, anh giúp cũng giờ thôi anh ơi. Cái để nhận đồ lễ với cái nhận đồ lễ cho người gái ta chuẩn lễ nhập gia. Chị còn nhắm miếng rượu qua. Rồi vậy là cậu cho nhập gia hết cậu. Dạ chị phép để ra thỉnh vô. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ. Ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương. Sẽ không còn những buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. À, nghĩ cách được đó. Giữa ngồi vậy nè, cho cháu nó làm lễ tay. Rồi cho đủ ghế nè, chú tính hút đâu? Dạ, 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 bây giờ các cũng mời dùng cái nước gì ha. Dạ, tôi xin phép cho anh xin tập lễ. Dạ, kính thưa quý hội đồng đứng tập. Kính tình của lễ hôm nay, có điều chi xin xích, xin quý vị thông cảm bỏ qua cho. Dạ, kính thưa, hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm Kỷ Hợi, cũng là ngày lành tháng tốt. Được sự đồng ý bên họ nhà gái, họ nhà trai, chúng tôi xin tình chủ lễ. Hôm nay gọi là lễ thành hôn tại nhà gái đi, cho phải hơn. Thành hôn tại nhà gái. Dạ kính thưa, chủ lễ hôm nay gồm có một cái khay diệp. Khay từ đường, chế đi kể cũng cộng vô luôn đi. Một năm trầu và sáu năm phẩm vật để dâng lên cúng trước cũng quyền thất tổ bên họ nhà gái. Dạ kính thân xin họ nhà gái nhận cho. Đại diện ơi. Dạ kính thân hội đồng lãnh đạo. Sau khi họ nhà trai đã trình tấn lễ, họ nhà gái xin nhận lễ để cúng ông bà. Rồi kế bên. Nhìn chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây một kỷ tơ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ. Ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương. Sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn. Bây giờ mời hai bên tham gia cũng hương gì đó. Chúc sao đem trái cây với bánh cúng ông bà của đi rồi cái nhận nhà gái để nhận lễ vật của nhà trai, bánh với trái cây thì đã đem lên cúng cũng được tổ ông bà. Sau đó là đến phần lễ bái đường. Trước khi bái đường thì mời thông gia và đại diện nguyện hương nguyện cho hai cháu. Xin mời thông gia và đại diện thông gia đọc xá. Nam mô A Di Đà Phật. Quý tín dân hương trước cũng huyền cầu cho thất tổ gia đình có điểm ngày nay là ngày vui cho cháu hồ thị mỹ chi. Nay chúng con trình lễ này lên cũng huyền thất tổ và hai thông gia đại diện cúi đầu cũng cần
đầu Nguyễn Hương muốn đến cửa quyền, độ hai con kết mối sẽ duyên, sống trăm tuổi năng long đầu bạc, độ phú quý giàu sang phát đạt, độ tự tôn nam nữ hiển dương, ơn nghĩa ấy đời đời ghi tạc, nam mô như là Phật. Bốn xá là gì? Bây giờ xá công tay là gì? Nó là xá công việc. Công tay là con. Thì xá bốn xá ha. Xá bốn xá tại luôn rồi. Cúi đầu phải tạ chủ quyền, cầu cho con trẻ bình yên sắc cầm, sống cho trọn đạo vợ chồng, giàu sang phú quý hiển nhiên ba đời. Tôi xong. Mời xá xá bằng cô bốn xá coi nhiều bốn mặt. Ngày anh đến canh hoa vườn em ngắt mưa. Bốn xá hai xá. Bốn xá hai xá ra gì đó thôi. Cứ làm đi. Rồi xá được. Rồi bây giờ như vậy này cho để xin thông báo cho hội đồng nữ tập giờ nữ khách. Chỉ vì trường hợp này nó hơi đặc biệt chút xíu thì thôi bây giờ ngày nay hôm nay là cho những trang dưới đây chương trình đầu luôn. Để xin phép là cho con dâu đeo nữ trang. Nó giờ hôm nay nhận tiền đồng rồi mới tiến hành cái đề này là lại mấy được. Dạ, kính thưa quý hội đồng nữ tập. Xin kính tình nghĩa là phòng nữ trang của là cha mẹ chồng cho là con dâu chuẩn bị vàng để làm. Dạ, như vậy các phần nữ trang hôm nay gồm có một cây vàng 18 và ba cây vàng 24 carat để tặng cho cô dâu. Thì cuộc là 200 triệu. Vậy xin kính trình họ nhà gái nhận cho. Để đeo cho cô dâu hay là cha mẹ đeo cho cô dâu, chú gửi ha, được không? Tại vì để cho chú gửi đi hai năm, chú gửi đeo thấy không? Vì vậy thì chú gửi tao bông qua cho con cầm đi rồi.
ngày vui lứa đôi tuyệt vời. Chào anh chiếc nhẫn thiêng liêng trong ngày vui lứa đôi rực rỡ. Cùng hát lên lời trái tim, giữ tình yêu dâng song thân yêu dấu. Hồi sao cũng nhớ ngày đầu tình yêu bơ ngơ, giấc mơ hồng để một ngày tình kết trái, nhịp rộn ràng tim say đắm với tình yêu. Từ nay đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi bên nhau trong cuộc sống. Từ nay đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi bên Lan đã đeo nữ trang cho tân lương xong và thấy phần là bắt đầu để cho tiêu lan cùng nhau cho hai trẻ nó bắt đầu sao dạ nói giùm lại đi. Thì phần vấn đề nhà thì bà vợ chồng cho cô dâu chiếc nhẫn kim cương và vàng 4 số 2 cây 3 cây 118 là 1 cây để xin tổng cộng là 4 cây xin trình cho hội đồng lưu tập tình quyết quan sát được rõ chờ để đến giờ bé được xin phép. Thái đường của quyền thay vì 646 thay 6467 1 2 3 4 thì xong về phần của quyền. Rồi xá thì chú kể đây. Rồi phần giờ giá rồi cũng điền là bạn đã xong mày quay ra mày phần ông bà cũng điền cái tổ ông bà đã xong tới phần tổ tiên trong họ giờ cái gì nhanh nó đây trước về phần tổ tiên trong họ thì mày bạn nào hỏi đồng cái chị cho hai cháu đó xá thôi. Rồi, chung tay vậy đó. Rồi, rồi. Lòng thành kính rồi, tiếng áo lạc. Con cứ xá đi rồi, một. Phải đất ăn bới cánh tỉ biến. Rồi, xá. Xá nữa. Hôm nay hai trẻ lần hổ lệ, hẳn không cho năm đến mặt đầu. Đây, không đọc, đọc mình xá xá. Rồi, đúng bốn xá rồi đó. Đó, xá tổ tiên xong mời bàn. Rồi, đồng đầu xuống nha. Trường, về ông bà. Tổ tiên quá giảm đã xong, về tới ông bà hiện tiền. Trước tiên là ông bà có ai dây cố. Dây cốc thì xin mời. Dạ, dạ có cụ, cụ góp ngủ cho cụ. Đây anh góp ngủ anh chìm, tôi chìm ra cho cụ đi. Thôi bây giờ cũng không có được rộng rãi không rồi, thôi để cho con người đại diện đi ha. Dạ, cụ nay rồi cái này có bà nữa hả? Dạ, dạ, dạ. Vậy thôi mời bà kế bên đi. Cho cụ ngồi trước đi anh. Dạ, cho bà cụ trước đi anh. Dạ. Thôi bây giờ bằng bà cô thì con cháu ngày nay là nó nghĩa vợ chồng thì để lấy đức cho bà cô thì bà cô cho cháu nó lại lấy đức hay là cho xá đi bà cô ơi. Rồi rồi cho xá 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 xá. Hãy
Rồi bà nhìn em con đi. Thắp tiền xuống cho bà, che che mặt nha bà nha. Hạ à, thắp xuống chút rồi. Dạ rồi, nhìn em con đó bà con ơi. 1, 2, bà nhìn con luôn. 2, dạ rồi. Rồi trao cho nó luôn đi bà cô ơi. Đủ rồi, trao cho cháu luôn. Bây giờ thì đứng đâu bà cô cho cháu một viên. Một cây gì đó hả? Nhận đi dâu, nhận đi cô dâu. Nhận đi con, nhận đi bà cô, trao cho nó cô dâu đi bà cô ơi. Cô ơi, cô đưa cho cô dâu, cô đưa tiền cô dâu. Dạ. Phát hành dĩnh cho cô chụp hình cô ơi. Rồi. Đây mà luôn. Rồi. Rồi được rồi, nhận đi. Là không, cảm ơn cô. Dạ mời bà cô về chỗ rồi. Đánh ông bà. Đánh ông bà là gia ông bà. Từ thứ hai đến thứ út. Xin mời đến bà hội đồng cho cháu nó. Bà này là hát rồi bắt đầu mày. Bây giờ là cái mày luôn nghe. Rồi vậy là ông ngoại tặng cho là cháu là chú dâu á. Ông ngoại bà mày, ông ngoại bà mày tặng cho là cháu là chú dâu á. Ông ấy chỉ dạy hay quá. Ông giả cho mày ông Sáu dùng miếng rượu cho cháu nó lấy thích. Thôi bây giờ có anh phải có bà đi mời bà đi nha. Dạ. À bà Sáu đâu? Cô xách vô con xíu nha cô. Dạ rồi, 1, 2, và giữ nguyên con luôn. Dạ rồi. Rồi, tặng nha, cho cháu gì đó. Giờ bác ba 500, bác tư 500. Bác ba. Cứ để ở đây mà. Có
đeo vàng luôn rồi chị. Rồi. Bây giờ bán 7 đi 7 2 triệu. Dịnh cái tay luôn giùm con nha cô nha. Dạ khoan chờ con xíu. Rồi lùi em con chú ơi. Rồi nhìn em con là cô. Cô nhìn em con là cô. Đây, ai cho con dâu vàng thì uống nó coi. Đây. Dạ, cũng mua vàng được, tao uống luôn. Đây, cảm ơn. Thôi bây giờ vậy đó, bài giờ bằng chú Tiến, cô Dưỡng, cậu Mã, Nhị Dưỡng. Thì Tiến, chú Tiến. Thì cô Dưỡng. Con đứng nhìn thẳng nhìn con luôn. Cô ơi, đi sát giùm con xíu. Dạ rồi, nhìn em con luôn nha. 1, 2, và Dũng Nguyên con luôn. Này, Tiến Sáu uống cũng nè. Cái gì vậy? Uống cậu uống nữa, có thằng con cái gì đó. Rồi, gì? Chị Dưỡng. Rồi dịnh cái tay nhìn thẳng đem con này gì tư. Rồi nhìn em con luôn. Hai và dịnh em con luôn nha. Dịnh em luôn. Nhìn đây chú rể. Ta cơ. Dịnh cái tay nhìn thẳng đem con luôn. Chú đâu ơi. Sát vô con xíu. Rồi nhìn thẳng đem con luôn nha. Hai và ba cho một chỉ, một cái câu một chỉ vàng. Rồi đây gì ba ơi, uống cái bộ cô gì năm nữa. Rồi gì năm vàng nữa hả? Rồi gì năm thì không ăn thua 2 tỷ thì thôi cũng cho 1 tỷ nữa. Đây gì ba uống chưa? Để có cụ gì đó để mà lấy. Các bạn mấy gì đây nha. Rồi nhìn em có cái gì ơi? Chờ nhìn em có luôn. Một chỉ luôn hả? Một lần nữa xin mời cô bác, cậu mở dì Dưỡng, cô Dưỡng, cha em và cha anh của cha mẹ, cô dâu xin thỉnh vô bàn hội đồng để cho hai cháu. Dạ, nhìn em đi được. 2 triệu. Mỗi 2 triệu. Mỗi hả? Mỗi 2 triệu. Bà chị đến xét giùm em xíu nha chị. Rồi, nhìn thẳng đi em luôn nha chị nha. Rồi, tôi lên giùm em luôn. 1, 2, và giùm em luôn. Dạ rồi ạ. Rồi đưa lấy rượu cho dễ khỏi đây. Cảm ơn. Rồi bây giờ như vậy cấp bậc thượng tử này. Cho nhiều quá được rồi lại đi nữa. Bây giờ cái bằng anh chị của cha mẹ và em của cha mẹ mời bà hội đồng. Bây giờ bằng người lớn đã cho sáng rồi nước cả này không cho sáng luôn nha. Anh chị của cha mẹ xong thì để phần cha mẹ. Chú rể đứng lên tay. Đưa cho ba. Rồi cha mẹ lên tay lấy giùm đi anh chị. Rồi cái nhà nhìn thẳng đi em coi luôn. Chú ơi nhìn đây chú. Kêu cái tay thấp xuống. Chú ơi nhìn em coi nè. Thấp chú. Rồi nhìn em coi nè. Cô nhìn em coi. Chú ơi chú. Rồi. Vậy là uống luôn. Uống hết luôn á. Cảm ơn cha mẹ xin thần đây ngày nay là ngày vui của con thể giờ vui trong con đường cha đó hãy nói chơi cảm ơn cha nói chơi sáng bắt phụ cho nhà đây con phụ ra coi bà không phải vậy.
Rồi chị Vũ Nguyên chưa chú ơi, nhìn em con này chú ơi. Dạ rồi nhìn em con, tay cơ, khai hòa. Tay cơ, chờ lại, khai hòa. Ok. Rồi, uống. Uống đi, uống đi. Cho bà uống, cho bà uống. Để mấy người say rượu quá la hoài. Đây cũng là đại diện cho mẹ. Cấp phụ cho bảo cho cháu nó dùng bụng cho bà trời ơi uống rượu gan đời hả ai chồng mà còn có ai nữa hay là hai con dùng bụng dân cho các con ơn của bảo rồi giờ muốn không có ở đây có bảo bảo cút ngay đi cút hả đây phụ vô đây đi con vô đây phụ đây đây con. Rồi chị nhìn đây em muốn chị. Rồi cô dâu dưng cho Út đi. Dịnh lên đi cụ. Tay một tay. Một tay qua đây nè. Tay nào có đeo vàng mới dịnh lên tay lãnh vàng bỏ xuống. Rồi uống đi uống đi. Rồi. Rồi. Rồi bây giờ vậy là bà Út với Út cậu gì. Út cho áo áo về. Cá cá nè. Cá 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 cá. Được. Ăn nữa. Dạ. Còn anh chị, anh hai cô bác gì được cậu mà cho em về chị của cha mẹ đã xong rồi sẽ mừng anh chị. Thứ hai là cho em chị của cô dâu xin mời vô bằng hội đồng để cho cháu rể nó ra mắt đây. Quay anh chị còn nhớ nhớ. Biết đâu? À, anh chị của cô dâu nè. Cho bao nhiêu? Anh buộc của cô dâu cho là cô dâu với chú rể làm như mấy chỗ này 4 triệu quá trời đã luôn có phụ cấp à đó đây nhìn em đây 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 của hai ly luôn á vì anh buộc vô có chợ anh ra mà ra xuống hai ly cái bị bạc á bước đi nữa con dứt luôn rồi quá đã rồi thôi giờ chị cho em này cho em dạ kính thưa hội đồng biểu tập, kính thưa quý vị, lễ bái đường từ cấp trên tới cấp dưới đã xong, thì để xin phép cho tân lưu này ban đỡ mong cầu những ngày xưa đã làm những năm nay ra vào một giờ, tôi để xin phép cho hai cháu đỡ mong cầu luôn. Cầu là cầu thương cao, cầu quấn quanh buồn cao, cầu thủy chung dây cầu, cầu đứng bên dương cầu. Tình là tình cho nhau, tình mãi luôn gần nhau. Cầu lẽ đôi dây cầu, cầu buồn buồn làm sao? Là cầu thương cao, cầu ước mơ làm sao? Cầu ơi cầu thương cầu, cầu ước mơ tình đầu. Lời nguyện thề bên nhau, tình mãi luôn gần nhau. Cầu ước mơ ban đầu. Hai cháu đã xong rồi, tôi đã uống kìa, uống sáng tay rồi uống lại rồi để tiền để ban đầu của anh. Không nhiều hai con đây. Dạ xin được hỏi là vận động kính thưa quý ông quý bà lễ bái đường đến đây đã xong chào xin kính mời hội đồng vận động mời ra bàn tiệc để dùng cái lời một buổi tiệc thân mật. Dạ cho tràng pháo tay giùm cái đi cho tràng pháo tay.
sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng nguyên nước sẵn đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhân sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người chúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau cháu con đầy đà. Cũng xin trân trọng kính mời họ nhà gái
là ông Hồ Quang Bộ và bà Lưu Thị Ngọc Trang xin mời bước lên sân khấu. Bước lên sân khấu. Và Mỹ Ngọc cũng xin trân trọng kính mời họ nhà trai là ông Trang Xin Bao và bà Lan Bao Châu xin mời bước lên sân khấu. Nhà trai là đại diện của bác à. Xin mời hai bác. Giờ phút này đây, Mỹ Ngọc không cho tất cả quý vị và khách chờ đợi lâu nữa. Sau một giờ thời gian tìm hiểu, tình yêu của cô dâu và chú rể đã để nở và đơm hoa. Họ đang nghĩ chèo lái công ty tình yêu đi đến bến bờ hạnh phúc của mình. Và ngày hôm nay đây, tất cả quý vị và khách có mặt đông đủ tại tư gia ứng uống này để cùng chứng kiến sự kiện trọng đại này. Và bây giờ Mỹ Ngọc xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt về sân khấu, dành những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón cặp đôi hạnh phúc nhất, lâu đời nhất của ngày hôm nay. Đó chính là cô dâu Hồ Mỹ Chi và chú rể Trang Xin Bao. Xin mời bước lên quý vị. Tay trong tay họ đã nhiều nhau đi lớn trong niềm mập mờ của tình yêu. Vậy họ đã cố hiểu được rằng đoạn đường mà họ đang đi từ đây và mãi mãi về sau được vững bền cho cuộc sống mai sau. Ngày mà ông Tơ Bằng Nguyệt đã xe duyên cho Mỹ Chi và Pin Pin được nên vợ thành chồng. Và cũng chính vì điều này mà tất cả quý vị quan khách có mặt đông đủ tại tư gia ấm cúng này để cùng chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Thì Mỹ Ngọc cũng xin thay mặt cô dâu và chú rể và hai thông gia xin gửi đến tất cả quý vị lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cô dâu và chú rể chúng ta có ngày hạnh phúc trọn vẹn này là nhờ công ơn sinh thành dưỡng dục của ba mẹ hai bên. Và ngay giờ phút này đây, Mỹ Ngọc cũng xin thay mặt cô dâu chú rể xin phép ba mẹ hai bên cho chúng con được rất đủ xung quanh được dâng lên cho cha mẹ để tỏ lòng hiếu thảo biết ơn chân thành và sâu sắc. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng tiến về tháp sầu để rất đủ xung quanh. Nước để tưới cho tình yêu được tươi thắm và mặt ngọt sẽ tô điểm cho cuộc sống mai sau. Kính thưa quý vị, tình yêu của cô dâu Mỹ Chi và chú rể Bin Bin đã nảy nở với đóa hoa ở trong miền trời đất. Kính thưa quý vị, trong mỗi con người chúng ta lớn lên chắc hẳn không quên những dòng sữa ngọt ngào của mẹ và những giọt mồ hôi của cha. Vì cũng chính vì điều này mà ngày hôm nay đây, cô dâu chú rể chúng ta có niềm hạnh phúc trọn vẹn này là nhờ công ơn sinh thành dưỡng dục của ba mẹ. Và nay thì Mỹ Ngọc cũng xin mời cô dâu chú rể chúng ta hãy cùng dâng những ly rượu lên cho hai đấng sinh thành. Mẹ cảm ơn mẹ đã sinh ra một người con gái đẹp và người con dâu thảo và một người vợ và sau này hạnh phúc cùng con. Xây cái mình ra anh thấy cô dâu ơi. Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển khơi. Rồi nếm miếng. Bây giờ xin mời hai thông gia chúng ta hãy cùng vào cùng
diễn qua khách quý ngày hôm nay ạ. Xong đấy ạ. Thích nhau ạ. Ra đường này luôn. Rồi, đi ra luôn. Xin mời cô dâu chú rể chúng ta hãy cùng nhắn lại để làm nghi thức thứ hai là nghi thức cắt chiếc bánh tình yêu. Những đua hồng đỏ thắm một lòng tình yêu mà từ mấy hôm nay cô dâu chú rể chúng ta đã tìm hiểu và ngày hôm nay họ đã xin một ngày chẳng đẹp và kết thúc bằng một cái đám cưới thật là êm đềm. Và tất cả những người có khán giả quý ở đây và chứng kiến sự kiện này ạ. Bây giờ chú rể chúng ta hãy cùng tiến tới cái bánh nghĩa bánh tình tấm lòng son sắt giữa mình với ta. Bánh này xin được cắt ra sáng như chắc sáng giữa ta với mình. Và bây giờ thì xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng trao cho nhau chiếc bánh ngọt. Dây trầu quấn lấy thân cao, cao che bóng mát lá trầu thêm xanh. Chàng dê thiết chẳng cho dê nắm tay chàng lại hãy chờ phía theo. Và tình yêu của cô dâu chú rể nó ngọt ngào ngọt ngào như chiếc bánh ngày hôm nay quý vị. Gì kết thúc tại sân khấu này chúng tôi chưa trọn vẹn cho lắm. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay đây, cô dâu chú rể chúng ta hãy trao nhau nụ hôn ngọt ngào của tình yêu tại sân khấu này để kết thúc buổi movie thật ngọt ngào. Xin mời những tràng pháo tay của quý vị đâu ạ? Xin mời cô dâu chú rể chúng ta hãy cùng hướng về nhau. Và sau 3 tiếng điểm văn chu chi lòng cắn cái môi luôn nghe. Cắn cái môi. Ông tơ bà nguyệt xe xưa